hé lộ danh sách tứ đại mỹ nhân mới của làng giải trí Hoa ngữ. Lưu Diệc Phi, Dương Tử chẳng có cửa so với Nhiệt Ba. Lệ Dĩnh, Dương Mịch không hổ là kỳ phùng địch thủ. Thông thường, khi bình chọn tứ đại mỹ nhân, người ta sẽ đặt tiêu chí nhan sắc và vai diễn thoát vòng lên đầu nhỉ. Vậy mà thời gian này, cư dân mạng xứ Trung lại đưa ra tiêu chí mới là nhan sắc cùng lượng fan đông đảo cơ. Và đó là lý do mà danh sách tân tứ đại mỹ nhân do khán giả bình chọn khiến công chúng xôn xao vì quá bất ngờ đó. Nhất là khi những cái tên đình đám trong năm 2023 như Lưu Diệc Phi hay Dương Tử đều chẳng có cửa để so với bốn cái tên trong bảng. Angela Baby. Cái tên đầu tiên chính là Angela Baby, cứ ngỡ ồn ào ủng hộ show của Lisa và việc bị cấm ngôn 3 tháng sẽ khiến người đẹp này bay màu khỏi showbiz. Ai mà ngờ được, sức hút của Angela Baby chỉ tăng chứ không hề giảm, ra tận nước ngoài mà vẫn khiến khán giả đại lục sục sôi vì vẻ đẹp mặn mà cùng thần thái sang chảnh. Lý do là khi Angela Baby vắng bóng khỏi thảm đỏ showbiz vào dịp cuối năm 2023 và đầu năm 2024, ai cũng phải than thở là các sự kiện lớn quá mờ nhạt đó. Diễn xuất không thể làm vừa lòng khán giả, nhưng nhan sắc cùng gu thời trang đỉnh chóp của cô thì chẳng ai có thể đưa ra bình luận không tốt. Bảo sao ngay sau khi cô vừa thoát cảnh bị cấm ngôn, lượng fan mới đã tăng thêm 400.000 người đó, con số chẳng ai ngờ được nhỉ. Địch Lệ Nhiệt Ba. Diễn xuất của Nhiệt Ba dù tốt hơn Angela Baby thật, nhưng vẫn chưa thể làm vừa lòng khán giả đâu. Đấy là chưa kể lâu lâu cô còn bị tổ tạo hình dìm nữa cơ. May mắn là mỹ nhân Tân Cương sở hữu nhan sắc hơn người, lại thêm ngoại hình quyến rũ nên mới có được lượng fan đông đảo cùng sự ưu ái của các nhà sản xuất phim lớn nhỏ đó. Bằng chứng là trong năm 2023, Địch Lệ Nhiệt Ba chẳng có thành tựu nào đáng để khoe khoang trong sự nghiệp diễn xuất cả. Công Tố lẫn An Lạc Chuyện đều flop, bị đàn chị và dàn đồng nghiệp pressing vì thiếu tự tin khi diện đồ quyến rũ, lại còn thất thế trong chuỗi sự kiện thảm đỏ cuối năm nữa cơ. Vậy mà cô vẫn có thể lọt vào top tứ đại mỹ nhân do cư dân mạng bình chọn là hiểu nhan sắc được lắm người mê đến nhường nào rồi đó. Triệu Lệ Dĩnh. Cái tên tiếp theo lọt bảng chính là Triệu Lệ Dĩnh. Thật ra, nếu phải nhận xét công tâm thì cô nàng họ Triệu chẳng thể coi là đại mỹ nhân được. Thế nhưng, chẳng hiểu sao cứ nhập vai là sức hút của Triệu Lệ Dĩnh như được tăng lên gấp bội vậy, khiến người ta càng ngắm lại càng mê mới lạ chớ. Đặc biệt là sau khi sinh con trai, nhan sắc lẫn khí chất của Triệu Lệ Dĩnh đều thăng hạng rõ rệt. Bằng chứng là dù hóa người mẹ câm lam lũ và bi kịch trong dự án điện ảnh Điều Thứ 20, Triệu Lệ Dĩnh vẫn khiến người ta phải tán tụng về ngoại hình đó. Đó là lý do trong dàn tiểu hoa sinh sau năm 85 hiện nay, Triệu Lệ Dĩnh được coi là cái tên dẫn đầu, đối thủ đáng gờm của Dương Mịch đó. Dương Mịch, nhan sắc của Dương Mịch miễn bàn rồi nhỉ. Suốt nhiều năm qua, nữ diễn viên luôn được các chàng trai coi là nữ thần trong mộng, luôn được họ gọi tên đầu tiên trong các bảng xếp nhan sắc. Đã thế, Dương Mịch còn nổi tiếng vì gia tài phim đồ sộ với loạt vai diễn khuynh sắc khuynh thành như Vương Chiêu Quân, Tịch Giao hay Bạch Thiển, lượng fan nhờ thế mà đông đảo vô cùng, thuộc hàng top trong showbiz đó. Điều đáng nể nhất của Dương Mịch chính là tài bảo dưỡng nhan sắc. Càng có tuổi cô lại càng khiến người ta kinh ngạc vì trông như lão hóa ngược, U40 mà ngày càng trẻ trung xinh đẹp hơn. Bảo sao dù sự nghiệp phim ảnh xuống dốc thì sức hút của Dương Mịch vẫn chẳng hề bị ảnh hưởng, vẫn là nữ thần quảng cáo đình đám của Hoa ngữ và được người ta o bế vô cùng.